Vậy là tôi với ông được ôm nhau ngủ tới sáng luôn rồi. Quay. Làm trò chướng mắt quá vậy. Thích ôm nhau thì lo cưới lẹ đi. Rồi danh chính ngôn thuận, thích ôm thích làm gì làm. Ồ thì tôi thích là chuyện bình thường à. Làm sao bằng được cái chuyện mà ông thích thầm cô giáo chủ nhiệm. Cái gì? Hả? Vụ đó là sao Long? Ủa? Ông không biết hả? Hôm trước Vũ muốn ghi bàn để tặng điểm cho cô Diệu Hiền nhưng mà đâu biết đâu, bị ông Mẫn cướp điểm. Trời ơi, lúc đó tặng cô Diệu Hiền chuyện ghê lắm. Thiệt á hả? Thôi nha, không nói mấy cái tào lao đó nha. Ok, nếu mà ông không thích thì bây giờ ông không được phép nói tụi tôi là kết hôn, là yêu thầm, là tùm lum, nghe chưa? Ông mà cứ nói tôi nói chuyện này đó. Cái này là toàn chuyện gì đâu không à. Ok, điêu. Ok. Nào, ôm thoải mái nào. Tụi dòng được ôm nhau được rồi. Chướng mắt kia chuyện vơi, khi ở bên cạnh em tôi rất là thích khi ôm ông. Minh Long. Ủa mà Long, cái vụ nãy ông nói Mẫn là thiệt hả? Tất nhiên là không biết rồi, tôi đoán đại thôi. Làm sao? Thì từ nay về sau nếu mà Mẫn nó mà cứ ép anh em mình thì mình có cái chuyện đó mình trả thù, mình trả đũa. Bữa nay lớp xuyên đột xuất như vậy ta? Chắc là có chuyện gì rồi. Nè, tại sao hai em biết lịch hôm nay là lớp mình dọn vệ sinh mà tới trễ vậy hả? Dạ ở ngoài trời mưa nên tụi em đi trễ, cô thông cảm tha cho tụi em nha cô. Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa? Dạ. Wow, tóc cô hôm nay đẹp dữ. Hai em mới phát hiện bây giờ muộn rồi nha. Cái gì đó nè, đánh chống lãng hả? Bắt tay vô làm gì với mọi người kìa. Dạ. Làm đi nha. Nè, Minh Long không có giỡn nữa, đã làm đi nè. Ơi. Làm cái gì bữa nay xuyên đột xuất vậy ba? Xuyên gì mà xuyên? Nói nghe nè. Hả? Bữa nay nhìn cô giáo chủ nhiệm mình á, dễ thương làm sao á. Cái gì? Dễ thương á hả? Nghĩ sao mà dễ thương vậy ba? Mày biết vậy trơn á. Cô dễ thương á thì tao nói dễ thương. Nhưng mà tao thấy nha, cô ngày càng dễ thương. Dễ thương đâu dễ thương không thấy. Mà tao thấy cô là chúa khóc nhẹ mít ướt luôn á. Cứ mới đụng với cô á. Em chứ bánh bèo vậy mày cũng thích nữa hả? Khóc nhẹ gì mà khóc nhẹ. Cô khóc nhẹ nhưng mà nhìn cô dễ thương, hiểu không? Nhìn cô á giống như là một thiên thần vậy đó. Chắc kiểu này á là tao phải bỏ quầy phá thôi. Cô ơi, cô đúng là một sức mạnh đối với em. Mày bị tự kỷ thiệt chứ. Nhìn gì? Tao khen cô dễ thương mày bực hả? Hết nhìn nó rồi sao? Học sinh Kim. Kim ngồi xuống đi. Ủa, hoa của ai để đây vậy? Bộ cái lớp tặng hoa cho cô hả? Hôm nay đâu phải ngày gì đâu mà lại tặng hoa cho cô. Hả? À, em không biết nữa cô ơi. Lúc mà đi vào lớp là em thấy nó ở đó rồi à. Công nhận đẹp quá. Mà nè, cô hỏi cả lớp, ai là người bày ra chuyện này? Ai tặng hoa cho cô?
Dạ thưa cô, chính là em. Vũ, tại sao em lại tặng hoa cho cô? Em thấy cô là người xứng đáng mà cô. Từ trước đến giờ em chưa bao giờ thấy một người nào dễ thương mà tuyệt vời như cô mà em đã từng học. Cô biết không, chính cô đã thuần hóa được trái tim của em. Cô ơi, từ nay cô hãy là người dẫn đường cho em. Còn em sẽ là người bảo vệ cho cô. Thôi được rồi, cả lớp trật tự, không có được cười giỡn nữa. À, trước hết thì cô cảm ơn Vũ đã tặng hoa cho cô. Nhưng mà nếu như em trân quý cô như vậy thì cô nghĩ lần sau em nên cố gắng học thật là tốt. Không có được tặng hoa như vậy nữa rất là tốn tiền, biết chưa? Không quậy phá, không đánh nhau với bạn nữa là cô đã vui lắm rồi. Không có được bài vẽ lần như vậy nữa. Hiểu chưa cả lớp? Cả lớp rút kinh nghiệm nghe chưa? Thôi được rồi các em, chuẩn bị học bài mới nè. Thôi mà Long Minh. Mày, cô nói vậy rồi chỉ được biết là cô sướng lắm. Nghe nè. Hả? Từ nay á, cô sẽ không làm khó làm dễ mình nữa đâu. Cô không có coi tụi mình là học sinh cá biệt nữa, hiểu không? Trời ơi, xuất sắc các bạn. Không phải bây giờ có cách nào nói cô dù gì bỏ qua hết mấy cái lỗi lầm của mình trước đó không? Chuyện đó để tao. Nhưng mà nó nghe nè, nhìn cô cũng cực dễ thương chứ bộ. Hả? Vậy gì mày? Xàm xí. Cô ơi, cho em xin chấp anh cô ơi. Nè. Dạ. Tụi em chơi phải cẩn thận chúng bạn bây giờ đó nha. Vậy là chúng con không có sao hết á. Cô ơi. Hử? Ở lại cô em biểu diễn ghi điểm đi cô. Thôi tụi em cứ chơi với nhau đi. Ê cô, xem người anh em của em đi, tuyệt vời lắm đó cô. Hả? Cô lên người em đi bạn đi, cô lên. Hay quá bạn. Cú ghi bàn đó làm dành tặng cô đó cô. Tụi em ở lại chơi với nhau đi nha. Cô ơi, cô chơi xe bên kia vàng mà cô. Cô. Trời ơi, cô ghi bài nó ghi đẹp quá. Mẹ tôi cho nó đi cắm trại rồi. Vậy là tôi với ông được ôm nhau ngủ tới sáng luôn rồi. Quay. Làm trời chướng mắt quá vậy. Thích ôm nhau thì lo cưới lẹ đi. Rồi danh chính lên cạnh thích ôm, thích làm gì làm. Ồ, thì tôi thích là chuyện bình thường à. Làm sao bằng được cái chuyện mà ông thích thầm cô giáo chủ nhiệm. Cái gì? Hả? Vũ đó là sao Long? Ủa? Ông không biết hả? Hôm trước Vũ muốn ghi bàn để tặng điểm cho cô Diệu Hiền nhưng mà đâu biết đâu. Bị ông Mẫn cướp điểm. Trời ơi, lúc đó tặng cô Diệu Hiền. Chuyện ghê lắm. Thiệt á hả? Ừ. Thôi nha, không nói mấy cái tào lao đó nha. Ok, nếu mà ông không thích thì bây giờ ông không được phép nói tụi tôi là kết hôn, là yêu thầm, là tùm lum, nghe chưa? Ông mà cứ nói tôi nói chuyện này đó. Cái này em gặp toàn chuyện gì đâu không à. Ok, điêu. Ok. Nào, ôm thoải mái nào. Tụi dòng được ôm nhau được rồi. Chướng mắt kia chướng hơi khi ở bên cạnh em. Tôi rất là thích khi ôm ông. Minh Long. Ủa mà Long à? Cái vụ nãy ông nói Mẫn là thiệt hả? Tất nhiên là không biết rồi. Tôi đoán đại thôi. Làm sao? Thì từ nay về sau nếu mà Mẫn nó mà cứ ép anh em mình thì mình có cái chuyện đó mình trả thù, mình trả đũa. Phải vui hơn không?
không ngờ cái miệng ông nó mồm mép vậy luôn đó Long. Tôi thích quá. Và đây nè. Chào nào. Nên 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 nên